đẹp trai như tài tử nhưng lại là sát thủ máu lạnh, trông mặt mà bắt hình dòng, liệu có đúng? Nhìn gương mặt sáng láng, đẹp trai, có chiếc kính cận thư sinh của Phạm Văn Phú trước vành móng ngựa. Không ai nghĩ đó là một sát thủ từng ra tay tước đoạt mạng sống của một cô gái đang tuổi đôi mươi. Phú và cô gái tên Nguyễn Hiếu Hạnh, sinh năm 1993, ngụ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã nảy sinh quan hệ tình cảm. Do ghen tuông, Phú kêu chị Hạnh ra nói chuyện, rồi bất ngờ dùng hàng nóng tác động 12 nhát, khiến cô gái tử vong trên đường đi cấp cứu. Hay nam sinh Vũ Tiến Sơn, sinh năm 96, quê ở Hoài Đức, Hà Nội, là phạm nhân đang cải tạo bản án 12 năm tù về tội giết người, cũng có gương mặt bống ra sữa. Do nghiện game online, Sơn đã đoạt mạng bà Trần Thị Nội, cướp đi tài sản, bán được 650.000 đồng để lấy tiền chơi game. Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới cũng có những tên sát nhân có vẻ ngoài như tài tử. Ted Bundy, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1946 tại thành phố Burlington, tiểu bang Vermont, Mỹ. Được trời phú cho vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử cùng trí thông minh và con đường học vấn rộng mở, nhưng Ted lại cực kỳ tàn ác. Hắn là sinh viên ngành luật giỏi giang, ấy vậy mà lại dùng trí tuệ của mình để hãm hại những cô gái trẻ trung có ngoại hình giống với bạn gái cũ. Vào ngày phiên tòa xét xử, số nạn nhân ra đi dưới tay hắn lên tới 30 người, nhưng thực tế người ta ước tính có phải lên tới hàng trăm người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để khám phá những câu chuyện kỳ thú.